cạnh. Dạ. Không để gần quá anh. Dạ con zoom nó ra cho hồi. Chỉnh lại. Không, để gần để lấy ấy kia tiếng của sư phụ. À, để gần lấy tiếng của anh. À, mình không có cái mic. Dạ. Không gì được. Rồi. Chào mấy đứa đệ tử Houston. Ngô về đây rồi. Đang ngồi Thiên Long Sơn. Phải phải chứ không. Chưa bấm. Chưa bấm hả? Ờ nãy thấy sư phụ bấm mà. Bấm rồi mà. Bấm rồi. Thấy vuông không? Thấy cái nút màu vuông á, cái đỏ màu vuông á là ok. Cái này màu xanh sư phụ. Xanh màu đỏ nè. Còn cái nhảy nhảy là giờ mình không có tính, mình chỉ nhắm cái đỏ là vuông. Vuông rồi, vuông rồi. Ok, cái này là pin hả sư phụ? Đây nè, đây vuông nè, ngay đây nè. Còn cái này nó nhảy là đó cái số nó nhảy. Được rồi. Ờ. Cái của sư phụ khác của bên này nha. Ai không có muốn dính vô video ngồi làm sao đó. Ngồi đó không có dính, ngồi đó. Chỉ có quay ngay đây hả? À, ở đây nó đậu vô đâu. Hai mươi năm không có vô. Không không mà bác muốn vô phim thì cứ vô ngồi đấy. Đúng không? Dám không? Là lâu Việt Nam qua vô lên ngồi. Sợ thế giới coi. Nè, ấy con này cũng 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cũng 20, 1, 2, 3, 4, 5. Hiện giờ núi Thiên Long Sơn chiều ngày thứ tư, cũng khoảng 25 người. Chào mấy đệ tử ở Houston. Hồi về hồi 10, máy bay đáp xuống khoảng trưa, 1 giờ hả? Hiện giờ là ở đây 60 độ ha, 65. Lạnh, qua đây mặc áo lạnh, bên kia muốn cởi hết. Bên kia trăm mấy độ, giờ này cũng còn ở trăm. Cách 3 tiếng máy bay thôi mà khác dễ sợ. Về đây cái gieo duyên nhận được 1, 2, đệ tử 3, 4, 5, thêm 5 đệ tử mới. Con của ông trời. Bữa mình này nói lên mạng để mấy đệ tử nhớ, để mốt nhắc sư phụ. Mai mốt sư phụ có đi chỗ nào lạ đó, mấy bãi biển lạ hay những vùng đất lạ đó, thì mấy đứa con nhớ là mang theo mớ bông mình cúng á, bức bức sẵn phải không? Cái để con bịch đó. Thì tới khi phụ mà mỗi một lần vào chỗ lạ tới á, sư phụ phải dục mấy gì mới dạy. Chứ hồi bữa mình đi ngang tàng, mình vô bãi biển Houston, cái một đống mấy người ta đón chào đó, mình đâu biết. Mấy đứa đâu biết. Rồi ở cái hồ cũng vậy. Tại bên cõi vô vi á, ta biết mình, ta biết sư phụ, ta đứng ta đón. Cũng như cái hình thức của của người đời mình. Cho nên đi mốc đi đâu á, lấy cái bịch bông gạt. Nhưng mà chỗ lạ kìa. Tại vì những cái giống như mình đi một cái thành phố lạ, thì những thổ thần ở đó, tiên ở đó, Bồ Tát lạ, người ta đứng người ta chào. Mình cũng phải làm cái gì á. Ở đây chủ yếu tối nay thế nào? Yến hả? Yến nưa, Yến luộc bắp hả? Trang hả? Yến với Trang hai đứa luộc quá trời bắp, quá trời khoai. Đâu rồi, đã mời mấy đứa Houston. Bắp với khoai. Ngồi đây chút tối đèn lên quên mớ cảnh buổi ban đêm của Thiên Long Sơn đẹp
Tiên Long Giang mình không có ra ban đêm được. Ra ban đêm giờ này mũi nó chích chết luôn. Chỉ có Thiên Long Sơn là ban đêm mình chơi suốt đêm cũng được, ban ngày suốt ngày cũng được. Thiên Long Sơn nãy chỗ đây được bao nhiêu đất vậy thầy? Túi từng này nạp thổ luôn, mẹ cho nạp thêm 100 mấy chục acre nữa, gần 465 acre của Mỹ. 465 acre của Mỹ nhà nhân thành nhiều của Việt Nam ta. Lớn lắm, hết chê núi rồi luôn. Rồi mấy tử lâu ngày không gặp, gặp nhâm nhìn ra có gì hỏi. Sư phụ mấy con thấy nó đi tới đâu tụi nó quay phim bỏ lên hết, nên đời sư phụ không còn gì gọi là bí mật hết. Mình chưa biết mình làm gì, nó là thấy trời 4.000 người coi rồi xong. Mình tính kia tụi nó về cắt họ cắt luôn. Không còn gì là cuộc đời này gọi là bí mật hết. Quá giờ đi đâu là cả chục cái máy điện thoại mà sao bí mật nổi. Mật mí hết luôn. Là 465 acre là một có 168 788 hecta 700 188 hecta 100 chủ yếu là sau này á, hiện giờ nó tên là Thiên Long Sơn của mình thì sau này cũng là Thiên Long Sơn, nhưng mà tiếng Mỹ nó là God City. Cho nên hậu thế của họ Thiên xây sao mà cực kỳ lộng lẫy, dãy núi này xây nhiều thứ được, bỏ vô cả tỷ xây còn chưa có đủ. God City. Sáng thứ sáng chủ nhật đề ba từ ở dưới từ đây đi lên Vạn Phật Thành 6 giờ đi thì gom xe lại, mình đi 2 xe van, rồi xe nào 7 chỗ ngồi 8 chỗ ngồi cứ gom lại có nhiêu đứa là đi. Mục đích sư phụ gieo duyên là cái thế giới của chúng ta ở nơi nào cũng không có thể tin tưởng được về đạo Phật. Chùa Việt Nam thì ê chề phải không, chỉ có Vạn Phật Thành là cái nôi của Phật giáo. Hòa Thượng Thiên Hóa là người founder, là người sáng lập. Để nói về chỗ này chút, tại có nhiều người ta không có hiểu. Nơi này là một cái nhà thương của quân đội của Mỹ. Hồi đệ nhị Cộng Hòa, đệ nhị Thế Chiến á, là nó một cái thành phố rồi đó. Rồi đến khi mà lớn như lắm, mấy con chủ nhật này lên sẽ biết. Tại chủ nhật thì đám dỗ, mấy con đám dỗ Hòa Thượng hồi xưa phụ hay đi lên chợ. Tại vì mình làm cái thiên tâm thì cũng khác hơn mấy cái bên đó, nên dù không muốn nói nhiều, nhưng mà đến lúc này cũng cần phải nói. Ở thế gian dù không có sư phụ, không có thầy Việt Nam, không ai gọi là bổn sư hết, thì chỉ có Hòa Thượng Thiên Hóa là bổn sư. Phụ có bằng là Chuân Di để trong hãng. Những cái gì mà trong cuộc đời học về Phật á, chứ không chỉ học Hòa Thượng Thiên Hóa thôi, họ không có học mấy vị thầy khác. Rồi, chủ nhật lên làm đám dỗ đây đó là khoảng 2 tiếng mấy, 2 tiếng rưỡi lái xe. Để sau này những đứa con họ Thiên á có đi cũng phải đi đúng chỗ, như giáo viên cho mọi người biết vậy đó. Tụi nó sẽ quay phim sẽ hiểu Vạn Phật Thành ở vợ trên đó cả ngành cân. Ở đây là 400, hồi nãy mình nói là 465, ở trên đó là 4.000 hecta còn có nữa, chỗ nó lớn khủng khiếp. Mà cái buồn đó là xưa cái vùng đất đó không có nước, xong cái
dân ở đó ta cũng đâu sống được, cũng đâu có mạch nước. Rồi cái hòa thượng mua cái đó, hình như mua có 1 đồng. Rồi cái mấy ông rồng á, mấy ông mới chỉ chỗ để một hàng nước. Hòa thượng quá có thần thông mà. Ngài là cái người đứng tay phải của Phật A Di Đà đó. Như một cái chiếc thân vậy đó. Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ta nói vậy thôi. Mà tôi biết ngài có thần thông. Thì mở chùa Phim Anh á, là có một lần á, ngài trong cái giấc mơ ngài dẫn sư phụ đi vòng vòng hết. Rất là linh thiêng. Cầm quay cảnh đèn này cho ta thấy là Thiên Long Sơn mình tối có đèn lên. Chỉ có Thiên Long Sơn mà cái này đẹp giống như cà phê ban đêm đèn. Không có chỗ nào có, công viên Mỹ không hề có. Đi qua hướng này quay vòng vòng. Thiên Long Cung, Thiên Long Giang có gì lạ không? Để xe giúp tụi con không? Ở bển bây giờ là sụt được kiếm xe tải 18 bánh để chở mấy cái, mình có 5-6 chiếc xe ủi đất á. Dạ. Nên bển 2 chiếc để bắt đầu bển làm để cho mang cộng đồng vô. Chứ bữa con thấy trên mạng á, là sụt bển chui xuống mấy cái cây á, mà trển bển nó có nhiều cây lắm, mà chui vô đó nó cũng mát được một chút, giảm được cũng mấy độ. Thì con thấy cái phim á là trong cái lùm cây cũng ok phải không? Bữa Long á nó dọn sạch nó mình ngồi cũng được cái đông à, chậm á. Bến giờ mình có cái nhà mình mới mua thì restroom có rồi, nấu ăn cũng được rồi, mình không có xài mà mốt không có xài cái thùng mũ nữa. Rồi có cái nhà sàn á, con thấy nhà sàn ngay bờ sông á. Ở đó được, cái đó ngồi cũng 100-200 người được á. À, sàn nó cũng nhỏ hơn này, nhỏ hơn cái sàn ở đây. Nhưng mà Thiên Long Sơn mình á, nên nhớ nghe. Mỗi lần sư phụ nói chuyện ở đó, chỗ lúc mình ăn uống, chỗ cái library á, sư phụ mệt thì sư phụ đem cái máy ra ca ca chút để cho, tự vì nói chuyện lẽ mình ngồi không đúng không, thì đưa cho Lệ hay những đứa nào ca ca mà sư phụ làm thì ok, tại xin phép sơn thần, xin phép mấy chư thiên với mấy ngài tứ đại thiên dương, thì mấy ông đưa ngón tay thì phụ cho đệ tử ca. Nhưng mà không phải đứa nào cũng bắt chước làm kiểu đó là à nôi mấy vị á, con hiểu không? À, mà nhất là ở chỗ đó là không phải là ca trước mặt tượng Phật được. Làm như vậy nó sẽ không có hay á. Chút chút ngay cái góc chỗ đó, chút chút thì mình còn tạm ok, con hiểu không? Trang nghiêm độ một chút. Chứ còn đứa nào không biết mà làm mấy clip mà cứ tưởng là đứng cái sàn nó ca là không có đồng ý á. Nhưng mấy Phật cũng không có đồng ý. Nên cũng không nên mấy cái đó. Còn bây giờ mà giờ sư phụ nói chuyện cả 4-5 tiếng cũng mệt rồi, giờ làm gì lẽ im re đúng không? Để cho mấy cái sư phụ ngồi nghỉ mệt rồi ăn uống rồi này nọ thì mình mới chim chim vô, chứ đâu phải là đạo rồi là vui gì đâu. Mà mấy đứa nào mà bắt chước mà đứng trên cái sàn đó cả là không có nên. Con góc chút chút này được. Mình đó mình
nữa sau này mà nó sẽ không bao giờ đẹp bằng Thiên Long Sơn, nhưng mà có tình người, có tình cộng đồng mà dân bản người ta, dù nó thiệt có hiền hơn dân Cali không, dù dễ độ hơn dân Cali. Dân Cali không biết làm sao khó độ. Mới nhau. Năm năm mọi người sư cô nói đó. Mình nói là thuộc là thấy nhà lúc mình dễ dễ độ hơn, tại vì họ họ sống bình dân á, à, rồi cái tâm là đã tốt rồi. Cho nên hồi xưa lúc mình mua, trước khi mình thua đâu có nghĩ là mua bển đâu, có nghĩ mình mua cái Thiên Long Cung cái nhà đó đó, trong vòng 3 ngày có ai đó đâu, sắp xếp hết, đi cũng như đi chơi thôi, rồi không có tính nữa. Rồi quẹt đó là rồi mình ra được cái Thiên Long Cung, Thiên Long Vàng ở trên tỉnh lẻ rụp rụp rụp. Mình nhìn lại dân bản á dễ dễ thành Phật hơn dân Cali. Dân Cali như dạo qua tiện hơi chảnh. Yeah. Phải không? Ừ, mình nói chuyện đạo không em nghe. Cái này sư phụ qua có nhận thêm đệ tử nữa không? Thì thấy clip ở đông mà. Lai cũng có đâu mà thường như hôm có báo xa quá, mình báo vừa đủ thôi, nhưng mà kỳ sau đi á mình hồ nghĩ cỡ tháng mấy ta, không biết tháng mấy hồ có cái nói với Mỹ Hạnh á mua cái triple wide phải không, cái mình dùng cái triple wide để ngay trên đó, tại mình có cái nước có điện rồi. Mình mới mua ở nhà mô hôm á, cái mình expand ra, mình lấy cái triple wide chừng 1.800 square feet mình làm cái hò, mùa đông mùa hè vậy cũng vô đó cũng máy lạnh máy sưởi cũng được, vô đó ngồi cả 500-700 người ở trong đó cũng được, chứ không có ngồi lùm cây nữa, hy vọng là vậy không tính vậy thôi. Những cái mô hôm mà loại ấy mình đừng có bỏ phòng, mình để trống hết, mình giữ một phòng thôi mới. Nó đang có cái mô hôm cũ rồi đó, mình expand thêm khỏi rồi cái mình kiếm chiếc xe bus á, xe bus chừng 2 tầng á, 1 tầng là 51 người đúng không, 2 tầng là cả 100 người, nó còn đi bờ bển là 100 đệ tử. Cái đi hình như đi bờ bển là 2 ngày 1 đêm á, mình mướn công ty á chở, thì cái Thiên Long Cung á thì hộ nghỉ cũng được, ngủ cũng 30-40 người á, ngủ theo kiểu cái sleeping bag đó mà hiện giờ tụi nó cũng ngủ cũng vậy á. Rồi tức là mình không có ở khách sạn, mình giảm chi phí, tốn tiền xe bus là vui rồi, chở cả 100 người qua bệnh được. Thôi hy vọng là cỡ vài tháng mình làm được, để cho Yến là mấy đứa này biết Thiên Long Giang đồ chứ có nhìn thấy không à. Rồi đứa nào mà muốn tắm á, ở Thiên Long Giang có cái sông á, nhảy xuống tắm đâu sao đâu, trời ơi mình con trời mình sẽ chết con, mình đã chết là mình không có giữ cái giới gì, số 10 đó cả Ngân với Hằng Nghè đó, cái xấu nó lụm hai đứa này, họ hai đứa này khoái thầm nhảy, bữa con thấy hình đó, trời quá vui. Vô trong nhà họ Thiên vui lắm. Yeah. Nhiều chuyện. Chỉ có họ Thiên bên Việt Nam mình không biết làm sao cho họ vui ta. Nam đâu có ai làm chủ tình hình đâu. Làm chủ có công an làm chủ rồi. Công an nó cũng họ Thiên á, tự nó mắc cỡ. Ông ấy tôi về Việt Nam kỳ này tôi đòi ông võ mình chính gì đó. Ông có họ Thiên không mà ông mời sư phụ tôi về đây. Đó, bển có đông mà. Đúng rồi đó. Bển đông á mà chẳng qua là ta mắc cỡ. Tại vì
từ chờ chờ đi xem. Bây giờ đơn giản là người nào ở miền Tây á, không phải đạo Hòa Hảo, không phải đạo Cao Đài, cũng phải biết một cái chuyện Đức Thầy tái sanh 5 lần. Không phải một vị Phật mà cứ tái sanh 5 lần mục đích để làm gì? Mục đích để lập hội Anh Tài, là hội Long Hoa. Rồi mà nếu mà hôm nay chị không xuất hiện á, là chẳng lẽ bao nhiêu công sức tái sanh 5 lần là thành tiểu thuyết à? Sà, tất cả kinh điển của Sấm Cơ Đức Thầy thành tiểu thuyết sao? Đâu có dễ dàng vậy được. Nó là thiệt. Nhưng mà cái này thiệt mà kiểu quá siêu nhiên cho nên người ta không có chấp nhận được. Người ta còn bị chấp tướng nữa. Chỗ thằng này nó thiên tử, cái tướng của nó đâu có là hoàng vào áo vải che thân á. Họ không có nghĩ như vậy. Có cái bài gì đó. Nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Cho nên một là chấp nhận kiệt là sự thật. Hai là tất cả kinh điển của Hảo và 5 lần Đức Thầy tái sanh đều là tiểu thuyết đi. Và người ta chịu cái nào? Chấp nhận vô hộ là thiệt, có phải dễ hơn không? À vậy mà họ cũng nhiêu đó, họ cũng vẫn là chấp. Đức Thầy tái sanh mấy trăm năm để mà lập ra cái hội Long Hoa. 6 quyển kinh, rồi thi ông chặn trình thì mình không nói hơi xa đi. À, là muốn cái nào? Muốn 6 quyển kinh tiểu thuyết hay là Đức Thầy tái sanh lại 5 lần cũng là quyền thoại đúng không? Vậy mà vẫn không chấp nhận. Đã hồi xưa cách đây chừng năm trước mấy vị kêu con đừng có lộ quá, để từ từ, từ là mỗi một tháng một giai đoạn mà mới lộ. Còn cái giai đoạn này á, là phải nói thẳng luôn, như là đánh bài ngửa luôn vậy đó, để cho mày suy nghĩ. Con chiên nè, Phật tử nào đủ thành phần hết, mày suy nghĩ đi. Nhất chính nhị bù của mày đó, mày tin thì mày chính nút, mày không tin thì mày bù gắng chịu. À, mất hết. Thì khúc này hộ là phải làm vậy, chứ không phải tự nhiên cái mình ngã mạng mình xưng hô đâu con. Tại làm gì á là phải có cái sự thời gian, nó quan trọng lắm. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời có nghĩa là nó phải đúng thời cơ, đúng lúc, đúng. Chứ không phải nói sớm quá thì cũng không được. Có nhà bây giờ có nhiều người cứ nói ô cái thằng khùng đó bây giờ nó xưng nó này nọ, tại giờ họ không có theo dõi hết từ đầu á, không có hiểu. Lúc này là phải là đánh bài ngửa hết, dán bài lật ngửa, đặt đi, đặt kiểu nào cũng trúng á. Sao ngồi sáng vậy con, sợ quay phim hả? Thấy mấy nữa ngồi đây nó quay quá trời, giống như xưa cao độ của mình đâu ai biết, bây giờ cả thế giới biết cao độ. Mỗi lần lên núi cao độ đâu rồi? Không thấy nhớ. Ổng trên phim nhiều á, biết không? Ổng làm, ổng là gia chánh luôn á, của kênh của sư phụ luôn. Tiêu làm thì không mấy người mà tới thăm núi cao độ, tức là coi phim là quen luôn rồi đó. Video của sư phụ hoài á, nên ủa sao chị thấy mặt chị quen, tức là có thiện cảm hiểu không, cũng là tốt luôn, đâu có gì đâu. Chỉ có một cái là Thiên Long Sơn mình á, như ở bển á, mấy đứa nó không biết sao mặc áo dài rồi múa rồi sao nó hay mấy vụ đó, tôi không ngờ á. Pha rồi đê rồi nó, sư phụ đâu có biết mấy cái vụ đó mà làm, sư phụ cũng ngạc nhiên á, cũng có tài á. Nhóm bệnh mình đây bình dân quá, bữa nào mấy con có tài thử đây chung thu đi sư phụ. Nhưng mà phải có một đứa biết về mấy cái này, biết mua đồ rồi biết lãnh đạo rồi không, âm thầm rồi đó. Trời ơi, tụi nó tính mà im re không ai biết. Cái đang ngồi cái tự nhiên ủa 5-7 đứa biến cái.
biết 15 phút vô trời giật mình đứa nào có mặc áo dài hết, mà mình không, bây giờ mình biết là đi thay đồ gần hồi vô rồi bữa đó cái video làm sao là vậy á, chứ hồi đâu có biết trời đất gì đâu. Cũng hay, dễ thương. Nhìn thấy sáng, thấy trẻ trung. Angel. Mà nó thằng Tú quá, giỏi mấy vụ này. Thấy sư phụ vui rồi, mấy đệ tử mình tụi nó tài không hả? Họ thiên chúng ta là thiên tài mà, thiên đó là thì con trời là thiên rồi, thiên tài hết. Thế mà đâu phải là họ thích đó, hay là họ dịu gù gật đâu. Hai anh hùng nó ngồi co go ha. Ở bên Newton bữa ngồi nói chuyện hồ canh đúng 2 tiếng. Chứ còn nói lâu quá đó, hồ chịu không nổi, khô á. Nó khô nước của mình nó ra mồ hôi. Nói không có hơi nữa, bây giờ cái khô hiện giờ giọng còn khào khào nè. Hãy về đây chừng mấy ngày chắc mới lấy giọng lại được. Hả? Rồi phải kêu hối thúc mấy bác đó đi về. Chứ đứng ngoài nắng mà cỡ tuổi lớn lớn chịu không nổi. Mà bữa thấy ai cũng vui. Bển sư phụ bài mấy dân đó, họ mà dân ở Houston á, sư làm 2 đồng tiền, sư vẽ mặt chữ mặt hình á, âm dương á màu đỏ, cái sư để cho kiều tụi nó để miếu con ngà hồ á, giống như đây cũng mình cũng nên có miếu sơn thần ở đây, để cho dân ngoài kia mà có xin gì á, dép sano á, ổng linh dữ lắm, trời. Cái đó phải giữ bí mật. Chứ còn mà dân Houston mà biết thôi á, là mấy đại gia ở ngoài khu Hồng Kông nó kéo vô là thôi nụp nụp. Tại cứ xin ổng linh hiển, ổng hiện hữu luôn á. Rồi bữa xe của mấy người mà bị lầy á, khấn cái là ổng đẩy ra. Ổng là thiệt mà ổng cũng như mình đây á. Cái rồi kêu làm 2 đồng tiền. Giờ cứ thảy đi xin ổng. Nên giờ đứa nào cũng có 2 đồng tiền bỏ bóp á. Ờ bỏ đó. Sư phụ uống nước không sư phụ? Giờ mấy gần á, mình có chỗ này mình ngồi giờ này cảnh đèn đẹp nhỉ, rồi mấy con đi khắp hết mọi nơi đi sẽ nhớ Thiên Long Sơn. Hồ đi vô biết mình đi xa mình mới biết à, ngồi giờ nào cũng được, giỏi lắm, mặc áo lạnh vô thôi đó. Còn mấy chỗ kia con ngồi giờ này á, mũi nó chích cho chết. Ở ngoài sân của Thiên Long Cung của mình á, ngồi mũi nó để một dọc và sư mẫu và rõ quét. Cali sướng nhất, không có mũi, không có nóng. Con qua đây ngồi nè, đâu có dính con đâu, con chốt xa vậy. Ở đây muốn hỏi gì hỏi. Từ cái trọt ra mà qua đây mà ngồi tuốt xa. Con làm gì con sợ mấy bài phim. Không thì ngồi đây nói chuyện chơi. Muốn hỏi gì hỏi. Qua 2-3 lần mới gặp sư phụ.
đấy cũng được đấy. Cái này cũng mà ở trên đó con tiên bị đạ không à? Tiên bị đạ không? Tại vì tốt cách mà hiền như vậy á, mà ở trên phải có tù trước, tiên bị đạ. Có gì hỏi không? Trời, thiếu là chuyện hỏi. Nói thì nói trên mạng quá trời vậy đó. Nghe sư phụ nói thì vui vậy. Mà không phải hỏi thì hồi mới nói được. Muốn không nghe cái gì. Nhìn nào con làm tỷ phú rồi đấy. Đại cậu rồi. Mình ở xa xứ người mà mình có Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, hai nơi nó cũng cách xa quá không, thì dầu sao người Việt ở gần khu nào á, chạy chạy về á cũng có một chút ấm áp tình dân tộc, tình Việt Nam đúng không? Nên ở chỗ con mà chạy qua Thiên Long Giang gần không? Dạ con chạy khoảng 13 tiếng. Còn 13 tiếng cũng lâu á. Thôi cởi mai mốt con chạy chứ qua Cali sao chạy nổi. Dạ. Qua đây hơi xa. Sư phụ như là có dịp mà qua bên bển là con sẽ qua bển liền, lái xe qua bển liền. Đó à? Dạ. Thôi con đóng công ăn việc làm của con, mất thu nhập. Tội nghiệp mấy đứa đệ tử bển ở sư phụ qua là nó dẹp hết, nó không làm. Mất thu nhập tội nghiệp nữa. Giờ chúng ta họ thiền chỉ ngồi chợ, chợ như biển đông dậy sóng, thì lúc đó thì nước Việt mình thay đổi ít nhiều á, người mà cộng sản hay quốc gia đều là muốn nước Việt mình phát triển đúng không? Đều muốn nước Việt mình thay đổi. Chứ kiểu này là con thấy càng ngày càng tệ, không thể nào mà quật ngược lại được. Tôi đã nói rồi, cơ trời mà bốn cái luôn, mỗi ngày nó ép lại vậy đó. Cung đi sư phụ, có gặp mấy chương vị nằm mới mới không? Đi hướng biển á, thì mấy đại có sư mẫu á, là mấy vị dưới lên động, mà mình thì cũng quên vấn đề lễ nghi, sư phụ như lúc cũng quên, đúng ra là giống như nãy sư phụ nói, mình phải đem theo một bịch bông. Bông mình để một bịch sẵn gãi để cho họ vui, cho họ thấy mình tới cái vùng biển lạ nó mừng lắm, họ kéo lên quá trời cái hình thức vậy đó, nhưng mà họ đứng ở đó tự mắt thường mình không thấy. Nên mấy vị dạy lần sau á đi ra biển á, cầm bông gãi xuống dưới nước á. Nhưng mà sư phụ rải chứ đâu phải đệ tử rải. Sư phụ rải. Dạ. Mấy con rải cũng được. Mình có cần giấy gì không hả sư phụ? Không cần giấy.
Tại sư phụ ở cõi trên lại cũng biết rồi, mấy vị dưới nước cũng biết rồi. Giống như sư phụ có một cái chức vụ lớn vậy đó, huống hồ chi là một giáo chủ của một cái đạo. Cái đạo sau này những cái người mà đang ở dưới nước á, binh tướng hay là cung nữ gì dưới nước á, dưới Long Cung á, họ làm người họ cũng hoang đạo này cũng là đệ tử sư phụ. Còn hiện bây giờ họ là chư thiên của sư phụ, họ hộ những đứa con họ thiên. Cho nên ai mà họ thiên đó là gặp được tất cả rất là đông chư vị họ. Nó đi với nhau vậy, nó có qua có lại vậy đó. Hôm nay tôi chưa mang thân người, tôi còn thần thông, tôi hộ mấy huynh tỷ muội của tôi. Rồi mai mốt mà tôi lên tôi đầu thai làm người, huynh tỷ muội tôi hết hành tiên đó đồ hộ lại, thì họ thiên chúng ta có qua có lại vậy đó. Rất là có hay. Okay, mình ngồi 15 phút nữa rồi sao đệ tử tối ở đâu ngủ đâu? Rồi ai rước? Dạ có mấy đứa con rước mà lát chắc có gian cô chú đó. Ừ, rồi cái con đâu? Nó đi chơi đâu đó, nó nói nó đi chơi từ đây lại tới đó chắc khoảng 2 tiếng hay gì đó, trở về hơi xa thôi, để có gian mấy cô chú thì về trước. Ôi vậy à? Dạ. Vậy lát, thôi. Lát chị Hồng chở về dùm sư phụ. Về khách sạn hả? Có chùa ghê về chùa ngủ. Dạ được hả? Có mấy nhà, mấy đứa con với cháu đồ ở đó. Rồi dạ. Gom xuống với chùa ngủ qua đông cũng được hả? Dạ. Mình có cái chùa ở dưới. Thưa sư phụ, sao mà cha thì họ thiên, rồi mẹ thì địa mẫu, thì còn mình đó là... Cứ để em đi đi coi. Mình đứng với tôi. Còn mình loài người mình đây là từ ai sanh ra. Nha lòng trời. Dạ. Cho mình cái chiếc hôn gọi là cái chân linh của mình. Dạ. Đó là bất tử. Mẹ là cho mình cái chân thần. Chân thần là giống như cái bóng ma hay là một cái thân người. Tiên hay là Bồ Tát cũng có cái thân người đó. Thì là của mẹ, của Phật mẫu. Cha cho mình cái chiếc hôn. Cái chiếc hôn là mình đầu thai làm con người á, những cái gì mình học trong đời này nè, mình mang theo để mình sử dụng cho cái đời sau, thì là của cha. Thượng đế với Phật mẫu là vậy, cha trời mẹ đất. Cái mẹ mà sanh ra cái xác này á, mình không có, cũng là quan trọng á, nhưng mà cái đó chỉ là tạm thời thôi, có duyên một kiếp này thôi. Còn cái cha mẹ của mình mà thờ cúng á, là vĩnh cửu. Mình về là mình về lên đó mình sẽ gặp cha mẹ mình trên đó. Còn cái cha mẹ mà sanh ra xác của mình á, mà không biết tu á, họ sẽ bị lưu lạc ở trong cái cõi nhân gian này, mất tích luôn. Có thể là làm thú, có thể làm người nước này nước kia, một gieo duyên một lần. Khi mà mình vô cái tâm đạo với nhau thì mình cảm thấy là mình có thương mến với nhau, chắc có lẽ là mình gia con đình. Một cha nhà một chồng. Đúng rồi đó, chúng ta họ thiên là chúng ta về gặp nhau. Dạ. Mà người không có hiểu á, họ không có biết tu mà họ còn hung dữ á. Dạ. Mà giàu cho người đó là chồng mình hay là em ruột mình. Dạ. Họ cũng sẽ đi con đường của họ. Cái nghiệp quả sẽ thu hút họ về cái cõi hung dữ của họ. Chúng ta hiền thì chúng ta về trời chúng ta sẽ gặp nhau tiệc tùng tối ngày hết trơn. Thôi chỉnh, chỉ có vui thôi chứ làm gì. Chỉnh đâu có cực khổ gì đâu. Sau này mình về đó có tu nữa không chứ? Có. Dạ. Mỗi một lần mà Phật Thích Ca hay mấy vị Phật lớn, nhiều vị Phật lắm, thì giảng pháp á, núi ở trên trời á, nó cao hơn núi mình gấp trăm lần. Thì ngày đến đó, ngày phóng hào quang xuống, thì lúc đó mình là chư thiên, mình cũng có thần thông, nhưng mà mình không có cái thần thông kiểu của Phật. Thì mình thấy mình chạy tới, tất cả tiên chúng xuống đó, Phật nói chuyện là mình đều nghe được hết, ai cũng nghe rõ hết.
cũng giảng pháp trên đó, nhưng mà giảng là giảng, chứ khi mình đời sống rất là sướng thì mình hay giải đãi, mình không có chịu mình tới ngồi để nghe. Thì tại vì đời sống tới cả hàng ngàn năm mình mới hết cái phước, mình mới rớt xuống trái đất, thì mình nghĩ là mình còn dư tiền, giống như ai mà tiền nhiều á xài phí vậy đó, rồi cái không có chịu đi làm y vậy thôi. Thì đến khi mà đột xuất á, hết phước á, thì mình xuống lại trái đất, mình tạo công đức trở lại. Cho nên những người mà xuống một kiếp đầu tiên là kiểu như vậy nè, mấy con là chảnh, cũng có tướng mạo rồi cũng có hiền từ sẵn. Cái một kiếp này mà không có gặp thiện giới thức, không ai dẫn đường mình đi hết. Bắt đầu mình kiếp sau mình đầu thai xuống một chút, mình sanh mấy khu của con của bà bán cá hay là gì đó, bắt đầu hung dữ lên chút, rồi bắt đầu tạo nghiệp rồi phải không, rồi xuống nữa. Rồi đến khi mà bệnh tật đói khổ quá rồi, bắt đầu mới chịu ngồi vô chùa hay là đọc kinh đồ, bắt đầu từ từ tăng, thì mình đã bị mất cả mấy trăm năm rồi. Cho nên khi mà mình vừa xuống một kiếp, mình còn nhớ được cái hiền từ gán giữ. Nhưng mà cũng tùy theo môi trường á. Lỡ vô gia đình mà gia đình dữ quá đó, có nhiều gia đình giống như chứa bài, hay những gia đình cha mẹ hút xì ke uống rượu á, thì mình cũng giữ theo, thì cái chư thiên đó là bảo đảm là đi lạc đường, sẽ ảnh hưởng. Tại con người mình dễ ảnh hưởng. Người mình tu được mình về đó, mình không có trở lại trần gian, hoặc mình không gặp những người mà không kém tu đó, mình có độ được người ta, là mình có giúp đỡ gì được người ta. Giúp chứ. Bởi vì cái núi mình á, có những đệ tử Hòa Thiền lớn tuổi, hôm nay đã là đệ tử của sư phụ rồi. Khi về chảnh á, nhìn xuống bên tỷ muội mình, chẳng gần những cái đứa con của mình đầy nữa cũng giống kiểu má anh Chỉnh á. Bữa sư phụ nhận bà rồi xong rồi về tầng thứ 6, bà cũng quay lại trái đất, bà quay lại xuống tới lui nói chuyện sư phụ hoài. Bà mới kêu sư phụ mới nhận thông, rồi lo cho thằng thông, đang nó đâu biết tu. Thì chẳng lẽ mình đã nhận má nó rồi, mình đưa má nó về chảnh được. Không lẽ bà cứ xuống má năn nỉ hoài, không nhận. Từ đó rồi mới nhận thông mà. Đó, xưa nó ấy lắm mà giờ nó được rồi đó. Thì cuối cùng á là cũng nhờ má nó. Thì giờ thấy thằng Thông nó làm cộng quả không chứ thấy thường á, hồi trước thù dạy nó không có hiểu vậy. Thì đó là y vậy đó. Khi mình về trời á, mình có quyền mình độ người ta được. Thì mình thấy con cái mình ở dưới trần khổ á, nó sắp gặp nạn á, mình giúp được. Mình nhớ nó là con mình không? Sao không nhớ thì đó đang kể. Bả đi lên đi xuống hoài. Ừ, bả về trời rồi bả rảnh bả xuống bả chơi hoài. Sao có những sư giảng nói là mình nếu mà mình kiếp này mình là vợ là chồng hoặc là mẹ là con, mà khi mình chết rồi thì ổng còn biết nhau nữa, không nhìn nhận nhau nữa. Tại cái đó họ không có phước, họ đi vào ba đường ác. Họ đi xuống địa ngục hay đi làm thú. Còn cái này mình đang nói là mình có phước. Mình đã là con trời, mình đã tu từ Thiên Long Sơn rồi đã sư phụ để tay vẽ ánh sáng cho bả rồi. Bả về trời rồi bả thành tiên. Bả không có phải là củ quyền, bả cũng không phải là cua giống như là ngạ quỷ hay là lãng vãng trên trái đất, bả trên trời. Bả có cái lực đi lên đi xuống. Thì là muốn được cái đó là ngay lúc này á, chúng ta phải đọc cuốn kinh mỗi ngày. Thiền ít nhất cũng nửa tiếng. Cái đó là lợi hại. Ví dụ như giờ mình ăn hàng ngày và mình cúng, mình nguyện của quyền mình hay mình nguyện chư Phật để mà mình đổ cơm nó trước cho mình ăn, mình cúng mình nguyện vậy, mình niệm Phật vậy, rồi có từ đó có chứng được rồi. Ít mà sao tôi ăn bữa nào mà tôi quên nguyện là tôi ăn không được, tôi nghẹn hoặc là tôi ói. Thì củ quyền của mình ở trong nhà đầy hết, thì cho nên mỗi lần mình ăn mình làm cái mâm nhỏ nhỏ rồi mình để cho củ quyền hoặc là cúng cho họ. Tôi không có để mâm, nhưng mà tôi ăn cái gì tôi nguyện trước, rồi tôi niệm Phật trước, rồi tôi ăn.
thì cũng đúng, thì có ở thiền cũng có dạy mấy đứa này, mỗi lần ăn cơm cũng phải niệm. Đạo Phật rất là màu nhiệm, chẳng qua là chúng ta tu dở á, những họ thiền á không có thấy được, không có nghe được, không có hiểu, cái bắt đầu cộng lại với chấp đó, cái ngã cao á, không tin. Còn sư phụ là người tiếp xúc thường xuyên, cụ nói chuyện với mẹ, nói chuyện với cha, nói chuyện với mấy chư Phật, nói chuyện với tổ, cũng giống nói chuyện với mấy con bình thường vậy đó. Sư phụ là không có lý do gì mà lên đây mà nói những lời không có. À, nhưng mà không, rồi cái có một người phá luật lệ của âm dương nói cho mình hiểu để mình mau quay đầu, thì là phải trân trọng cái phước của mình. Sư phụ không có gì, những gì vô nói trên mạng tới mấy trăm cái clip hôm nay đều là thật hết. Sư phụ cũng như cái con hỏi thiên may mắn mà được về trời mà cõi như là tầng thứ nhất hay thứ tư gì đó, vì có được gặp cha mẹ trên đó không? Gặp. Gặp. Nhưng mà con là tầng dưới không được lên trên, yeah. Trên xuống được. Yeah. À, muốn gặp thì con phải xin. Yeah. Mà gặp nó làm gì? Sao con hỏi cho biết. Còn sư phụ á, phụ đi tứ tung á, yeah. Đã trên trời sư phụ không có già như vậy, trên trời phụ là một thái tử rất là đẹp trai, yeah. Rất là lanh lẹ, thích đọc kinh, đi với mấy vị Phật. Có ngày tôi đi hết tầng trời, tôi đi lên xuống, đứa nào mà đi về là gặp hết 100%. Người gặp mà lên trển là ngồi kể chuyện ngày hôm nay mình đã dưới này. À, con cũng làm kim bao gặp sư phụ được 2 lần, sư phụ dẫn con đi đâu? Thì đó là linh cảm ứng, đứa nào mà mình có duyên trển thì mình xuống đây, giống như sáng giờ cũng không có tính tới đây gặp để mà nhận ơn làm tứ. Có thằng vị nói lên núi đi, lúc đó thì hội là 6-80 chạy thẳng về, tự nhiên nó quẹo lên nó gặp cái này đang đây nhận. Xưa mẹ nói con mua ở này đi, tất cả những chữ thiên mà có nguyện lực xuống trần độ đời thời nay cùng với con á, thì họ mới có chỗ họ tụ về, rồi lúc đó gặp để chờ Đức Thầy xuất hiện để lập hội Long Hoa chung. Cho nên bây giờ mình có mấy nghìn người ở Mỹ là vậy đó, đều có là sứ mệnh chung hết. Con gái con chuyến này đi á, từ lên máy bay đi dài qua tới đây hỏi con á, có gặp sư phụ được không má mi, có gặp sư phụ được không má mi, con trả lời là chuyến này mình không có gặp được sư phụ, tại sư phụ đang ở bên Tết xịt đó con ơi. Mà thiệt là không ngờ được gặp sư phụ ở đây luôn, thiệt là không ngờ luôn. Hồi sáng á, con gặp sư phụ con mừng muốn xỉu vậy. Ừ, mừng muốn xỉu. Tôi sư phụ ví dụ như mình ở đây mà bây giờ mình đã ngộ được, mình đã gặp sư phụ rồi, hay hoặc là những người thiện trí thức rồi để dạy dỗ mình biết tu. Mà mình tu như vậy rồi, củ quyền mình có được hưởng cái phước đức của mình tu không? Được. Cũng giống như cái xác phàm này Ngô Tấn Kiệt, khi mà mở chùa lập núi rồi nguyện với Phật, đời này còn sự bất công, Kiệt này không thành Phật, mà trong khi Phật tử đâu có dám nguyện cái lời độc đó. Ở thế gian là làm gì mà có công bằng, thấy chèo ngoe đúng không? À, vậy mà thiệt á, giống như ngày Địa Tạng, à, nguyện con câu là ngày Địa Tạng với hiện này cũng nhiều câu, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cũng 18 nguyện lực. Nhưng mà kiếp này sẽ được sư phụ giới thành Phật. Kinh Địa Mẫu có nói, con vẫn đọc đi. Tại vì thiên ma với Phật, với cha, với thiên đình mình nó đấu nhau, mình nó cho xuống làm những cái thể chế để mà chuyện có nó không là mình thấy vậy đó. Mình không có nói chính trị đây, thì đạo cũng như là chính trị mà. Hôm nay Đức Phật Di Lặc ra đời chỉ có một đạo, thế giới này là phải có sự công bằng, không có thể mà bịt miệng bóp cổ nè, là hết bất công. Con thấy bây giờ nó giống vậy chưa? Nó sẽ xảy ra như vậy thì lời nguyện sư phụ đã xong. Như hồi xưa mình nói là không ai tin, thì từ từ đi nghiệm ra đi.
Vậy là tụi con phải cầu cho cầu cha mẹ, phải cho sư phụ sống dai trên 100 tuổi. Có sư phụ mới có hòa bình, sư phụ. Thưa có mang sứ mạng lớn thì cũng phải làm cho xong cái mạng này. Là cái bài kính thiên số 1 á, là sư phụ đã làm được hơn nửa cái đạo ra đời rồi. Thì mỗi một ngày á, nó cũng như nấm nha, tự mọc lên rồi sau này lưu truyền. Hôm nay hồi còn sống á, nó chưa có nổi tiếng, mà cái người vẽ tranh mà mất rồi á, bức tranh sẽ thành vô giá. Cho nên những cái gì mà những cái nơi nào thôi bước qua đều là kỷ niệm của một cái lịch sử. Cái gì nói rồi thôi, đâu hòa thôi, không có số mệnh. Nhưng mà cái quan trọng là đưa nước Việt là cường quốc á. Là cái đó là nhiệm vụ của sư phụ. Mà giờ con thấy nó đâu có cường quốc á. Dân đang đói. Xong cái đó nữa là khỏe. Và lúc đó sư phụ sẽ vô hang động ngồi 5 năm cuối cùng. Bay về trời luôn. Vậy là sư phụ bay về trời rồi cái... Khi mà cái núi Cấm đã thành vua đó thì nghe nói là có ông vua Minh Hoàng ra đời, thì ông vua Minh Hoàng đó là ai, không phải là sư phụ? Sấm cơ Đức Thầy nói Minh Hoàng phải lưu lạc lúc 14 tuổi. Coi lễ kinh thượng lập đời thượng mở này con có nói đó không? Có đúng không? Thì lúc đó sư phụ 14 tuổi thì phụ rời khỏi nước Việt rồi. Những cái kinh sấm nói rất là cao siêu, nhưng mà nói về mặt của vô hình, chứ không phải nói về mặt của đời. Có lúc nói về mặt đời mình, có lúc giải thích về vô hình. Rồi giống như cung vàng điện ngọc, thì ở chỗ đó là có cái cung vàng điện ngọc, nhưng mà Đức Thầy đang giữ chìa khóa mà mắt thường con người không có thấy. Ở trên núi Cấm nó đang có. Thì lý do tại sao những cái linh căn, những người mà về tâm linh đó, họ biết được, họ mới dồn về đó là An Giang. Rồi năm chèo. Năm chèo có nghĩa là Covid. Có nghĩa là kinh sắm ai giỏi kiểu nào, như bài toán đố thì mọi người cứ ông năm chèo. Giải. Ông năm chèo là có thật không? Năm chèo là Covid. Mấy chục triệu người. Nó phải là cái sống gì. Mình nói cái này thì nó không biết. Thì cơ trời mà. Mấy vị chỉ nói làm sao á, miễn nó có ở vào cái thời đại của mình á, chuyện gì cũng khổ hết. Bệnh tật, đói rách, chiến tranh. Rồi cuối cùng có nước mình, có vua, có Phật ra đời. Còn bây giờ con thấy rồi đó. Tại sao dù không đầu thai người Mỹ để làm thiên tử của Mỹ? Tại Mỹ đâu được chọn là thánh địa đâu, chỉ chọn nước Việt thôi. Thì không mới mang thân người Việt nói tiếng Việt. Và nếu mà mang người Mỹ lập cái đạo thiên tâm nữa, sau này nước Việt đâu có ai tới mà tôn trọng hoặc là chầu đâu. Tại vì trên thế giới cái chỗ nào lập đạo là chỗ đó được cả thế giới sẽ tôn trọng. Cũng giống Do Thái á, Mỹ nó tôn trọng Chúa Giêsu sanh ở Do Thái, cho nên Mỹ mới đưa về, mới mua đất lại, mới lập thành Do Thái. Bây giờ Do Thái vong quốc 2000 năm vì cái tội đóng đinh Chúa, mà nhờ vì cái đạo mà hôm nay thành cường quốc. Thì nước Việt chỗ nào mà có cái đạo thì chỗ đó sẽ lãnh đạo thế giới. Cái đạo nó quan trọng hơn là ai chế vũ khí mạnh hay yếu nha. Thí dụ như nước Việt Nam mình trong hai chọn một, ví dụ giờ mình theo Mỹ thì Trung Quốc nó đánh mình sao? Trung Quốc nó sẽ chia 5-7 mà. Sợ nó ập qua mình làm một kiểu. Nó không có ập được. Cơ trời không để nó làm vậy, nó lo nó không xong. Con yên tâm mấy chuyện đó thì hộ khẳng rồi. Hồi xưa cho hộ là người bên Trung Quốc mà. Có thằng kiếp cho hộ đóng vai Châu Văn Dương Cơ Xương á. Diệt Chủ Dương mà. Rồi có một lần đóng vai ông Tần Thủy Hoàng nữa.
mấy vị nói. Nhưng mà không biết kiếp giờ kiếp đó, ác hay hiền mình cũng không biết, lịch sử nó thay đổi. Nhưng mà nói chung á, là một kép, sư phụ là một cái kép, cha là ông bầu, và kêu sư phụ đóng màn nào mà có lợi cho nhân loại, để mà đừng có đổ nát chết chóc, và đồng thời á, học khôn hơn, dũng chữ là học văn minh hơn, tiến bộ hơn, thì là sư phụ tới. Rồi sư phụ là cũng là người mang đạo Phật từ Ấn Độ qua Tây Tạng, nhiều kiếp lắm. Những cái kiếp thời xưa bên Ai Cập, bên Do Thái, cứ 100 năm mình có quyền, và có quyền cho đóng vai khác. Tại vì cái tài năng của mỗi con người mình á, nó y chang vậy nè. Kiếp đứa nào hôm nay á, thích là ăn nhậu thì kiếp sau cũng thích nhậu, đứa nào mà thích làm thợ mộc kiếp sau cũng thợ mộc. Thì sư phụ có cái tài vừa nửa đời nửa đạo, giữa cầm quân chiến lược, rồi biết tích lập được cái hãng lớn gì đâu cũng là quái thường con. Phải chính trị ghê gớm, rồi mà cầm cái mỏ mình vừa đọc kinh một chút vô hả, gặp mấy thằng đầu trâu mặt ngựa mà con không nổi nóng cũng là lạ đó nghe. Cho nên nước lửa bỏ chung bình mà đọc 513 câu đấy à, thì vô hồ có cái đó. Thì cha cứ cho đóng hết dây này tới dây khác, đóng sao miễn sao trái đất này cuối cùng á, là mình sống không cần cảnh giới, là đời thượng quân này, để mà đón Phật Di Lặc ra đời. Nên hồ khi hiểu hết cuộc đời của mình, hiểu hết từ trên trời dưới đất thông thiên, thì thấy nó vô thường, thấy nó rất là thú vị, rất là vui. Nhưng mà rồi dùng những cái kinh nghiệm của mình nói lại cho mọi người biết trên mạng. Có nhiều lúc sư phụ cũng muốn về trời ở trên luôn, không muốn về nữa. Vậy nó đâu phải muốn giúp nhân, mình muốn giúp người thì mình phải mang thân người. Kinh Phổ Môn có nói mà, mình muốn giúp con chó mình phải đầu thai con chó, mình mới sủa cho nó, phải không? Làm con người thì phải là như vậy. Còn người đời mà cứ nghe mấy ông thầy mà cứ chấp tướng, ô thằng đó làm gì đó, ngã mạng rồi này nọ, tại vì họ chấp cái lòng ganh tị của người Việt Nam mình á. Thì cái chỗ cái nước mà không đoàn kết nhất là nước Việt, chứ họ phải đầu thai vô ngay nước Việt. Sau này á, chừng 5-10 năm sau á, tất cả những người Việt á, nó quản hồn, là họ lúc đó họ có phước, thì lúc đó họ mới quay đầu họ tu lẹ. Họ đối xử tệ hộ 5-7 năm nay, thì sau này họ hối hận gấp ngàn lần, thì lúc đó nước Việt và nước Tạo đoàn kết hơn, tại sư phụ đã đầu thai hai nước rồi. Còn bây giờ họ coi thường, họ coi thường bao nhiêu thì sau này họ hối hận bao nhiêu, cũng là bài học thôi. Sư phụ có thể cho biết cái bí mật mà ví dụ như giờ là các nước thì hờm ở chỗ Biển Đông, mà mình làm sao để có sự thái bình ôn hòa để cùng chung một mối mà không có chiến tranh. Cái thế giới mình đang đảo điên, thì cần có một cái ông điên điên lãnh đạo thế giới. Chứ cái ông mà hiền như Biden không có làm nổi. Ông điên điên, nó tóc ông phải sừng sừng như là Kim Mao Sử Dương vậy đó. Ông Trump á, thì ông thì Trung Cộng nó mới sợ. Tại ông nói là ông làm á, thì lúc đó thế giới mới hòa bình. Nước Nga là coi như là qua phà rồi. Còn con người của mình á, nếu mà họ đừng có theo cái thể chế tam vô á, vô thần á, nhưng Trung Cộng mà họ tin có Thượng Đế đi, họ tin có bề trên sắp xếp. Nước Việt mà tin có cơ trời, có bề trên sắp xếp, họ đâu có ngang tàn như vậy, thì có phải là thái bình không? Họ không có tin. Thì cho nên cha mới đặt cái đạo này xuống, mới cho sư phụ là một người lạ lùng nhất, khác hơn 8 tỷ người. Sư phụ thường nói
nhưng mà họ không có chưa, lúc này họ chưa chấp nhận. Nhưng một thời gian sau, 20 năm sau, những cái clip này, những cái mà chuyện Thù đã làm, họ sẽ làm một cái cuốn sách của nhân loại lịch sử. Thằng con của trên nó xuống nó nói vậy á, mà sao lâu nay á chúng ta lại không để ý. Khi mà họ để ý rồi thì lúc đó là Thù đã đi về trời rồi, thì thế giới nó sẽ đoàn kết. Bởi vì những cái gì mà họ không thèm ngó tới, không để ý, thì lúc đó thì họ càng mới quý trân trọng. Đó là mấy vị giải thích vậy đó. Cho nên sư phụ chọn đóng cái màn khổ. Hồi xưa cũng có màn khổ, hôm nay cũng khổ. Thí dụ mà đầu thai thành người Mỹ hay người Anh, người Pháp mà nói tiên tri gì chúng ở đó, trời ơi thôi nổi tiếng dữ lắm rồi đó, đâu có bèo gì đâu. Mà lập ra cái đạo nữa, đâu phải dễ lập cái đạo. Tại cái đạo là phải cha phải đồng ấn, người hội đồng chư Phật phải đồng ý, rồi những em cõi trời, cõi người và cõi thủy cung đều phải gia hộ. Tại vì cái đạo thiên tâm á, nó đi vô những cái người mà chết Covid hay những vị thần hay những vị tiên á, cũng gia nhập được cái đạo, chứ không phải cõi người mình không. Cho nên sư phụ là giáo chủ của những cái cõi kia nữa đó, lớn dữ lắm. Theo thấy thì bởi vì cho nên là sư phụ có ơn trên cho phép chứng ấn rồi, nên những người con, tất cả những tiểu bang này tiểu bang nọ bay qua đây mà mất thời gian mất tiền bạc cũng vẫn phải bay qua đây để tìm sư phụ để mà học hỏi vô cái đạo thiên tâm này để được làm con của thầy trả lời. Bây giờ có 30 lần như con Việt Nam qua phải không, cũng có duyên ngồi đây phải không. Chỉ cần một lần mà cặp mắt của thụ là giống như cái máy quay phim, cái lại gia thức của thiên tử nó nằm đây, nó record vô một lần. Con nghĩ thử thụ có để cái người mà thụ từng gặp đi xuống địa ngục không? Khó đúng không? Tại mục đích nhận lệnh của cha là xuống cứu hết nhân loại mà, thì đi có 100 lần cũng đáng, đừng nói anh chi. Thiệt mà mấy đứa này, trời, nó ở Colorado mà nó lái qua lại một năm lái mấy lần, mấy đứa này đâu phải dễ đâu. Nãy giờ tôi nghe nói là cô này, chú này, chú kể cô kia ở tiểu bang này, tiểu bang nội bay rất là xa. Dễ dọn qua đây hết nữa. Có duyên ở đây. Tại vì làm ở bên kia tiền thì có đó, khá đó, nhưng mà cũng ăn rồi ngủ. Mà quên một điều, mỗi ngày mình già, mỗi ngày mình sẽ tăng bệnh. Rồi mà cuộc đời nó không phải là chỉ là lo cho ăn mặc chỗ ngủ đâu. Mình phải lo dọn đường để mình đi mà, đi về. Mình phải làm thánh, làm Bồ Tát, làm tiên đồ chứ, cái cõi nào phải cõi của mình. Cho nên cũng phải gán bay về. Đáng lắm à. Cũng có duyên tiền kiếp trước rồi. Cho nên nhiều người á, qua một lần rồi cứ qua hoài. Yeah. Này là thiên đường của hải ngoại mà. Giờ hỏi 100 người á, lên Thiên Long Sơn, ai cũng thích. Tại vì nó có cái điển thanh. Mình có đi hải ngoại hay đi Bora Bora ở những cái vùng mà nước nước ấm ở hải ngoại rồi đi, cực kỳ sang trọng đấy. Rồi làm sao? Cũng phải chờ vé máy bay, rồi cũng phải ăn uống sắp hàng, rồi cũng bị stress, rồi lại tốn tiền nữa. Nhiều khi một chuyến đi du lịch là mấy chục nghìn, về đây á tốn vé máy bay cho 2,000 đi, nhưng mà lên đây ở cả ngày cũng thấy vui nữa. Miễn sao cái lòng mình nó vui, tức là cái đó là vô, không có tính theo giá tiền nữa. Tiền không có nghĩa lý gì ở Thiên Long Sơn. Lên đây làm bạn với ai? Làm bạn với mấy ông thần, với mấy anh hùng nhân tộc, với Phật không à? Mấy vị đi nè, thử con tin con lấy máy chụp hình con chụp không không đi. Con về coi kỹ là chư thiên đi đậy sân này nè. Ừ. Chỗ khác đâu có đâu. Chỗ khác chỉ dòng linh thôi, nhất là mấy chỗ sang trọng á.
Mấy khách sạn 5 sao đó là mấy ông ma nó khoái lắm, tại nó đâu cần phải trả tiền nó cũng được hưởng. Vô đó là mình nằm chứ mình kế bên là có ông ma. Ông ma kiều kiều. Ví dụ mà đồ ăn coi tao bưng ra ngon chứ ông ma nó vớt nó ấy trước. Cho nên đừng có tưởng là đi về cái sanh mà vui hơn đi Thiên Long Sơn. Ủa nó có quyền làm gì hả sư phụ? Nó không có quyền, nhưng mà những cái người không biết tu tập á, nó có quyền tới gần để nó ảnh hưởng. Nó không có quyền giật đoạn bố con, nhưng mà nó có quyền làm con té nè, có quyền làm con bực bội á. Giống như mấy đệ tử vô khách sạn á, nó quậy nát luôn á, tự nhiên cái tấm nệm bay lên nữa. Trong khách sạn lúc nào cũng có ma hết. Năm sao là ma nhiều nhất, hotel rồi khỏi nói. Nên phụ dạy mấy đệ tử cái xưa giờ không biết còn nhớ không? Trước khi vô á, gõ cửa cốc cốc cốc. Rồi cái để cái đôi giày mình á, ví dụ bình thường mình đổi ủi hướng này không? Không, mình đặt hướng nào ngoài, để hai đôi để về hướng này vậy. Thì con ma nó biết là mình communication with nó. Tại nó cũng là mình, nó cũng tự ái. Rồi cái mình nói mấy câu, lo tôi ghé qua đây nha, mấy vị hoan hỷ vui vẻ nha, kiếp chỗ khác. Chứ ma hả, khách sạn trống là nó chui vô đầy. Chút tối con về hả? À, thiệt. Tại con thiếu tu tập hay là thiếu gì mà con gặp ma hoài, miễn đi chơi đâu mà tấp vô chỗ mà rest area là con giống như trong nằm trong xe mà ngủ nửa thức á, là con thấy luôn. Nó hình dạng nó ra làm sao? Giống như là con thấy giống như là người của người mội da đỏ mà bu xung quanh chiếc xe con vậy đó, rồi rõ cứ muốn mình đi ra là bắt mình vậy đó sư phụ. Nó thì còn gì nữa. Đi chàng đi. Cho nên đọc kinh nó có không? Dạ. Rồi mang cái dấu hiệu này ví dụ cho là dạ, không từ có lúc, từ lúc con đọc kinh chứ mang cái này thì con không thấy nữa. Cái dấu hiệu này mấy ông ma nể lắm. Để mấy ông ma là thương sư phụ nhất. Đi chơi á, mà ghé rest area là thí dụ mà em nửa ngủ nửa tức là em cứ thấy hoài vậy đó. Mà thấy là người mọi da đỏ, thấy có đàn ông, có đàn bà mà đội mũ, đội vòng, đội lắc rồi cầm cây đồ là xung quanh, bu xung quanh hết. Nhưng mà lúc đó là em biết là em biết là có con em, có em của em, rồi có người ở trong xe luôn, là em biết em còn ôm con em sợ bắt con em còn la ôm sùm hết trơn vậy đó. Nó thiệt á? Dạ. Thì giống như bữa hổm tính đi mua ống đất ở dưới San Diego á, mà tính làm cái Thiên Long Sơn ở San Diego, cái vô cái nguyên băng da đỏ ở đó họ chết cách đây ba trăm năm rồi mà họ không có đầu thai. Cái thụ vô cái ngồi nói chuyện với ông tù trưởng, tức là ông trưởng đó, ông nói đất này chúng tôi đang ở. Ổng mời vô cái chỗ của ổng đàng hoàng, cái phụ với đi vòng vòng ấy là cũng có cái hang động. Vô ngồi xuống, cái ông xuống ông nói chuyện. Thì đó. Họ rất là hiền hữu với mình. Hồi xưa cái đất này nè, ngay cái chỗ mình ngồi đây nè, là có mấy chục nghìn mọi da đỏ. Nó tử thụ, nó quýnh với người Mỹ á. Cái đường mình chạy vô á, là chỗ cái hẹp hẹp đó. Là cái này là địa thế quan trọng á không? Thì khi mà hộ mua này năm 2014 á, là lúc đó để mà làm cái Thiên Long Sơn, cái hộ nói thôi quý vị cứ đi, tại quý vị không có biết, không có chịu tu, mọi giai đoạn nó không có chịu tu, tại sống của nó, cái lối sống của nó như vậy rồi. Hiện bây giờ cũng còn nhiều trong Liên Thiên Long Sơn, mình trong góc á, lâu thuộc phải cúng cho nó đó, nó thích ở kiểu niệm Phật đó, không niệm Phật. Rồi riêng cái chỗ này tại sao hôm nay không có ma trên này và cũng không có tai nạn là vì sư phụ ra lĩnh mấy vị mà. Rồi mỗi ông giờ đỏ đó ôm khúc gỗ bay đi du mới đi đâu mình không biết, miếng đi sạch cái núi thôi. Rồi cái ngày nào cũng vậy, thời đó chỉ có sư phụ với anh Bắc với anh Thành thôi, lúc nào cũng bài trò cái lông giọng này nè, núi hoang vu lắm, nó không có cây, không có gì hết. Cái còn mấy con nó sót năn nỉ tên, nó xưng nó tên nữa, ngày nào nó lên cũng nó năn nỉ cho nó lại. Thụ
nó không có được, không có cho. À, cái có cái câu chuyện mà Thu hay kể đó, có cái bà Louis á, bà lô điện mẫu vừa ngồi thiền xuống mà còn cái đèn sáng sáng, cái bà nói bà kêu cho hộ phải đi, nếu mà không cho bà ở thì dùng cái lực sư phụ cứu bà đi. Bà ở đâu cứu, rồi từ đó hộ nó đi. Hồi xưa nó không có con đường đó, mà mấy bây giờ thì mình thấy nó gần nha, hồi xưa thấy không biết sao nó xa vậy, sợ hộ bắt thành người đi, rồi đi qua tới bên đó cầm cây xuống, bà chỉ đúng chỗ phụ đào lên chừng feet, 3 feet, lấy lên cái hộp cốt của bà y như cái tên bà nói. Rồi lúc đầu mới đem lại chỗ ngay chỗ chỗ Phật đó, hồi xưa nó không có ăn gạo, không có tự nhiên hết, chắc đóng cây khô đó đốt chừng 2 tiếng đồng hồ, cái bà bay lên trời, bà nói cảm ơn. Đó là con ma cuối cùng của Thiên Long Sơn, chỗ nào cũng có ma hết, nhưng mà vấn đề là ai là chủ, người chủ có quyền cho ở hay không cho ở, nhưng mà người chủ phải có cái lực cao kìa, còn bình thường vô nó đuổi mình đi luôn á, à, coi ai mạnh ai yếu. Nên nói mình bây giờ chỉ có chữ thiên không à, không có ma. Lúc mà thường gặp như vậy là mình thiếu tu tập đó sư phụ? Không phải thiếu tu tập, là tự gì á. Con á là ở cái dạng nó biết con là có trên cao, từ bi mà tiên nữa đó. Thì nó nhìn cái ánh sáng của mình. Nó tới lại nó nhớ ở cõi thế giới vô hình đó, họ rất là mơ ước để mà communication với cõi của mình, để mà họ biết cho người của mình là họ có cái sự hiện hữu, chỉ vậy thôi. Họ gặp con là người có linh căn, không biết cái tài còn thù coi tài còn được không? Chữ M cũng có chữ M, nhưng mà sao đời con sao mà khổ con hơn Thiết Kiều vậy con? Con nhỏ nó khổ cực kỳ ta ơi. Dạ nhờ con khổ mà con mới biết tu tập đó sư phụ. Nó hết biết rồi. Con vô hàng mấy này không? Con nào đâu rồi, con nữa. Con cũng có cái tâm linh đó. Thì mỗi người có cái phần tâm linh, hiểu về tâm linh đó. Xin mày con. Này đứa nào mà nhảy dù chung vô hữu á đều có cái giống như cái mót giống nhau vậy đó. Mà có cái chữ giống như là chữ M. Thằng nghe có. Cho nên dở học lẻ lắm. Cái chữ M của nữ có phải nằm bên đây phải hay đây trái cơ? Được phải, nam tả nữ hộ. Nghĩa là lúc mà sư phụ nhảy vô xuống cái thụ nó ok, cách bao nhiêu năm tới dù lại nó đúng là tuổi, còn nhán lựa cái già chết hết thì ai đâu nói tiếp. Tại vì thí dụ như ngày mai sư phụ đi về trời, một đứa chỉ cần sống một năm thôi là làm được miết bao nhiêu chuyện của thù để lại, đúng không? Yeah. Rồi đứa nó tiếp vậy đó. Đâu có phải nhảy một lượt đâu. Yeah. Từ nghe, lính mà. Thì cũng vậy à. Cái một mình thù xuống đâu có làm nổi cái màn này. Nó có đông lắm, dân Nam đông. Không phải gán đọc kinh ra nhiều, về ngồi thiền lại sám hối. Còn khổ dài dài hết sư phụ? Hết khổ rồi, rồi con gặp sư phụ rồi con sẽ hết khổ. Đứa nào gặp sư phụ rồi, hỏi hết đi. Đứa nào mà gặp sư phụ rồi là giống như là thuộc giải, giảng đó. Chỉ có vui thôi. Còn thấy đứa nào chưa? Dễ gì? Sao cái chỉ tay gì quá trời nhiều rồi sao? Dạ con đấy. Đứa nào cũng vậy. Nó phải chịu khổ, lúc nào mới về núi. Lúc nào mới thun up lại. Cho nên
giờ ấy. Dạ, dạ. Mình đi lên làng không nhớ tới Phật. Dạ. Dạ, trong đó có con. Cho nên ai mà làm cho mình khổ, cảm ơn người đó. Không, nhưng mà khổ quá đó, mình không có tu cái mình hận đời á, lúc cái mình không có cái lực mạnh á, làm mấy cái chuyện tạo nghiệp á. Không, mình biết tu mình không hận, cảm ơn cái người mà đã làm mình khổ. Đó là người mình là hiểu về đạo Phật, nhưng mà mấy người đạo ông giáo, mấy người Mỹ người ta không biết. Nó khổ quá à, ta hận đời, ta tạo nghiệp. Nhập vô rồi hết khổ. Dạ, nhưng mà sao không biết sao làm cho nó hết khổ. Con phải làm thân với mấy đứa này nè. Dạ. Nó có cái gì hay cái nó share Facebook gì đó trên đó đó. Dạ. Ở xa chỉ có vậy thôi phải không? Là thương lấy số điện thoại. Cô Tiên đó phải không? Hình như có vô group rồi mà. Dạ. Ok, giờ tối rồi, để cho bác về nghỉ ngơi. À, muốn ngồi nè, lạnh quá. Trời ơi, ai chứ bộ ngồi tới đâu, ngồi tới đó. Ngồi phải đặt câu hỏi đi, muốn biết chuyện gì. Con có quyền hỏi hỏi đi. Có nhiều khi con đi làm khi nào ai về đó, nó trong người nó bị nhức đầu hay là bị ngủ ly bì, như là một ngày ngủ 20 tiếng, nhưng mà trong lòng con kiểu như xui khiến mình phải lên đây, con lên về con về con tỉnh liền. Lái xe dọc đường ngủ hả? Dạ không, ý con là con về nhà con á. À, ngủ con, ly bì hả? Ngủ ly bì, nhưng mà khi mà con lên đây xong con về con tỉnh liền, tỉnh rồi không có bị nhức đầu nữa. Thì cái đó là ý nghĩa gì sư? Con có phần âm nó theo á. Thì cứ nếu mà lên đây có hiệu lực thì cứ mua lên mở lần môn bó nhang đốt mấy vị nè. Còn đốt ba hình như mấy cây, 51 cây hả? 34 cây. 34 cây điên dầm gì đó. À, cái kiếm cái ghế nào hay vô cái cốc này có cái võng ngủ tiếp. Trong này có cái võng. Trong này như có 2 võng phải không? Thì có giường rồi vô đó ngủ không có làm phiền con. Hồi xưa có 2 mẹ con đang nghe đánh lộn nhau. Cái lên Thiên Long Sơn mình, cái 2 mẹ con vô đó ngồi nói chuyện thì mình ở đây mình đâu có nghe đâu. Nói xong cái 2 mẹ con quệ cái ăn ngủ luôn. Cái hồ tưởng nó bả đi xuống. Thì cái sáng cái hồ vô cái 2 mẹ con thức dậy vô hồ quảng không. Trời ơi ngủ đây nguyên đêm. Tại vì hồi xưa ở đây á, là ban đêm là nãy không à. Mình không có được ngủ đây ban đêm nữa không. Hồi xưa mấy con nãy nó có sừng á, nó ủi một cái là con lũng ruột á. Mà nó cao như con bò vậy đó. Mà giờ mình không thấy, mình thấy nay nhỏ. Thì những cái năm đầu khủng khiếp luôn. Nó xuống một lần là mấy chục con nó chạy gần gần cái sân này á. Ghê lắm á. Không có cái gì mà nó chừa, lá thấp thấp mình ăn láng. Chùa trồng cây nào nó bụp. Trồng cây khó. Hồi xưa mình trồng gần 200 cây cam, giờ không có cây nào luôn. Trời ơi, mua đủ loại cây để thí nghiệm cái núi này. Để xuống cây nào là mấy thằng này nó quất hết à. Lát nữa mình về cái dàn đèn này tắt hết là để luôn. Dễ tắt đâu, tốt điện đâu sao. Cái này là điện số la mà. Trời ơi, giờ ở Việt Nam không có điện, qua đây sợ không có điện. Ở Việt Nam mà không có điện chứ đây là dư điện. Mấy đèn này đâu tốn tiền gì đâu. Lâu lâu có bán Việt Nam ơi. Tại thấy này sợ tốn điện phải không? Trời ơi đâu tốt nè, của đại tử này làm nè. Nè. Đây đây. Tác giả đó. Của Mỹ Mỹ. Ở Mỹ Mỹ đâu? Mỹ Mỹ Texas. Ờ cũng buồn đó. Thì là thắp đèn như vậy là cô rất là sáng suốt. Còn đèn trong tâm quá trời nhiều luôn. Một người mà khen á là có công đức rồi. Ông Sơn nào cũng khen mà. Hồi xưa mình tại mỗi đứa làm thứ á thì mà cái công đức nó nhiều, tại chùa chiền hay những cái nơi này nè phải nhiều bàn tay thì nó mới mấy vị mới vui chứ cái gì cũng mình sư phụ không. Chia công đức á, giống như giờ mình có cái sân vậy nè, đứa nào làm gì á mấy vị ghi biết hết.
Con làm cái gì rõ luôn. Con chết con để là cái tên là vườn hoa của Thái với Quý. Nãy là anh trồng bông nè. Bữa mình có nguyên cái vườn hoa màu vàng đó đẹp lắm. Bữa nay nó héo không? Dạ cũng cắt hết rồi. Cắt rồi để cho mùa sau á. Con rẫy cái bông á để đợt sau nó lên lại. Với nguyên cái đường vàng đó là hoa đào á. Dạ. Là mấy người xa ta đi không có đúng đúng mùa á. Nhưng ngay lúc này không có hoa phải không? Dạ. Con trồng lại hoa khác vô. Chứ hồi bữa hổm là đó là hoa anh đào. Bây giờ là lông hoa nó nở sư phụ. Cái lông hoa nó ít quá, nó cho mấy cái thôi. Bữa hôm mấy thầy trò ở đó ca bản mùa hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Sao bác đi về chưa? Ok, giờ bác muốn hỏi gì thì con chiều bác, tại vì cái duyên gặp bác cũng hiếm. Dạ. Thì con ngồi tới sáng cũng được, bác có thể hỏi, đâu không biết cái gì. Bây giờ thì tôi như là muốn hỏi sư phụ là tại vì tôi lớn tuổi rồi, tôi muốn làm sao mà để đền đáp công ơn cha mẹ mà khi ba mẹ mình đã mất rồi. Mà hồi đời xưa thì quá vất vả để nuôi con. Giờ mình tu, mình nguyện cách nào, mình làm cách nào để cho cha mẹ mình được siêu thoát, được về cõi an lành của Phật. Xin sư phụ chỉ dạy. Chết lâu chưa? Dạ lâu rồi. Ồ, lâu rồi, đi đầu thai rồi. Mấy ông bà hồi xưa cũng làm phước đức dữ lắm. Thì nhà mình có bàn thờ chữ cửu quyền đó, ngày nào mình cũng khấn. Dạ. Trong cuốn kinh Thiên Tâm có khấn cửu quyền á. À, vậy thôi, nhiều đời nhiều kiếp cứu quyền. Con này ngộ ha, về nhà cái ma nhập vô thì ngủ, nên đây ma không dám nhập vô cái là thức. Tuổi trẻ mà để ma nhập vậy ta hả? Lấy sức nó sò quýnh nó lại. Nó là không khí phải không, thì mình đánh nó không trúng thì mình thổi. Cái ngồi thiền với cái niệm Phật á, thì cái nào để mà mình tu được mau tiến hơn, hay là cái do nhân duyên của mình, người thích niệm Phật người thích người thiền. Ok, mình thiền để mình cho cái tâm mình không có rối loạn, thì lúc đó mình niệm Phật mình đọc kinh á, chữ nào nó thấm vô lại và thích chữ đó. Còn á, người Phật tử á, cái tâm á, thì loạn cào cào à, cái trí thì cũng loạn nữa, vô YouTube cũng không biết coi channel nào, mà cứ đọc kinh thì nó đâu có vô chữ nào đâu. Cho nên cuối cùng rồi tu hoài không có tiến bộ. Ở trên đâu có chấm bài thi của mình đâu, mà tự mình phải chấm bài thi của mình. Nghĩa là phải đi song song, mình ngồi thiền mình làm sao mình không có bị vọng tưởng. Rồi từ đó cái mình rất là bình như mặt hồ vậy đó. Thì lúc đó mình đọc kinh gì mình cũng nhớ. Chẳng chứ mỗi lần cái mình buồn bực cái mình cầm cái kinh mình đọc. Nó mình nghĩ là mình làm đó là đúng cũng được á, bandit mà dán băng keo thôi à, ăn chút chứ còn muốn chị tận gốc phải ngồi thiền. Sư phụ con thì con đọc kinh thì con nhớ hết, con thuộc nhiều kinh, nhưng mà con ngồi thiền không giỏi, thiền sao sư phụ? Con biết cách ngồi thiền không? Dạ. Thưa giờ con có biết cách ngồi thiền chưa? Có thể là con ngồi chưa đúng. Đâu, con ngồi nhẹ, con bắt ấn, con phải bắt ấn tam muội. Làm giống tay cho hội hội chỉ khẩu đây để bỏ vô để cho mấy ông ma nó không có tới gần con. Rồi đang lại giống gì để cho cái tâm nó định thẳng ra. Ok, cái lưng thẳng, hai ngón tay cái giao nhau. Đang sai rồi, đây nè, cái ngón này nằm trên đây nè, cái ngón này nằm dưới linh mới à, cái ngón này nằm phía dưới rồi. Mấy con có em mới, muội mới, muội mất rồi, rồi xong cái ngón dưới giữa này nằm dưới đây, con ngón này nằm trên đây, cái này á là cái này mình để lại. Thôi dạ cho cái này á là khi con ngồi ở bất cứ nơi nào không có ma nào tới phá con hết. Là cái này gọi là ẩn, đúng không? Còn mình không bắt ẩn á, bên cõi vô vi á, nó tới nó quậy con dữ lắm. Cho nên ngồi phải bắt ẩn, thẳng cái lưng là quan trọng.
để cho mấy cái luân xa thẳng, rồi cái hít mạnh vô, cái thở nhẹ nhẹ ra. Thường cái trên, nếu mà con có Facebook con kết bạn với mấy đứa này, nó có công thức phụ chỉ trên đó, nhưng mà chỉ lẹ trong lúc này mình cứ theo dõi hơi thở thôi, đừng có để mình hôn trầm là mình ok, nhưng cái lưng phải thẳng. Thì chỉ có cái lưng thẳng, luân xa nó thẳng, thì lúc đó cái hào quang mình nó sẽ bay vòng vòng trong con người của mình. Nó giống như sư phụ giải thích xưa là ghim vô để mà chạc điện thoại, phải ghim cho đúng, còn nếu không nó không có chạc. Chứ con ngồi chỗ này là nó không có được, luân xa nó bị cong á, cho nên cái lưng phải thẳng. Đó, thì từ từ lúc đầu á, nó sẽ đủ biến chứng á, lắc người rồi lăn đủ kiểu, nhưng mà sau đó rồi á, rồi con sẽ thích đó, là đó cái đó nó sẽ làm cho con người mình thay đổi từ buồn tẻ thành ra vui, cũng là nhờ ngồi thiền. Rồi đọc kinh á, lăng nghiêm á, để cho mình hiểu được, khai tâm khai trí, rồi người mình sẽ tiến bộ. Theo sư phụ ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng, đọc cái đó 1 tiếng 30 phút thì con sẽ làm một con người mới, bảo đảm mới luôn. Nó không có giống như cũ nữa, mình sẽ có cuộc sống bình thường. Con có thể ngồi, thí dụ để con chồng ngủ kế bên, cho nó ngủ được thì con ngồi lên gối, con ngồi thiền ban đêm trên cái gối luôn. Rồi xong cái con nằm xuống ngủ. Rồi cái con quán chiếu, rồi sáng sớm tôi thích tôi làm cái gì. Thì lúc đầu của dòng tưởng nó còn á, tưởng cho nó tưởng luôn. 7 giờ sáng tôi thức dậy, tôi chà răng, 8 giờ sáng tôi gây lộn, 9 giờ tôi ăn sáng. Cái hơi mình làm gì mình đều phải nhớ, thì mình sẽ không có mất phí một cái ngày của mình qua. Tại vì khi chúng ta quên thở, quên một ngày thì nó hơi uổng. Cho nên có nhiều lúc mình bị bận rộn quá, mình không có chịu tập thở nữa. Cho nên mình ngồi thiền mình cũng là tập cho cái hô hấp của mình nữa. Rồi mình quán chiếu lại nguyên một cái hành trình của một ngày của mình. Thì trong lúc đó mình sẽ biết mình có cái đúng cái sai, rồi mình chỉnh lỗi từ đó luôn. Có lúc mình làm đúng thì mình làm đúng thêm, còn sai thì mình chừa. Cho nên ngồi thiền là giống như ngồi để mà ôn lại vậy đó. Thì nó là nửa tiếng đầu. Còn khi mà qua nửa tiếng đầu mình ôn hết bài rồi đó, 15 phút mình ôn hết, mình vô gọi là thiền chỉ. Chỉ là con theo dõi hơi thở, là không có được suy nghĩ gì hết. Thì từ đó nó mới tăng trưởng trí tuệ. Nó hai lối. Lối đầu là thiền quán. Quán là quán từng giờ mình làm gì. Rồi hết công việc đó 15 phút, rồi vô chỉ là con có muốn suy nghĩ cũng không có suy nghĩ được. Tự nhiên nó khi vô lân định rồi, thì cái đầu của mình là chỉ có theo dõi hơi thở thôi. Thành Phật cũng là từ chỗ đó. Sư phụ, cái lúc con ngồi thiền con hay suy nghĩ cái việc làm trên này á, rồi làm sao đó, vậy là có bị tạp niệm không? Không có tạp niệm. Bởi vì đây nè, khiến con phải suy nghĩ như vậy á. Núi mình đẹp. Vậy mà con thường ngồi thiền là con cứ suy nghĩ việc làm trên này. Vậy giỏi á, chứ còn suy nghĩ tầm bậy nữa là chết. Suy nghĩ bồ đồ nữa thôi, cái núi này nói sao đâu. Thì cũng là quán chiếu. Ngồi lắm. Sư phụ, ví dụ cũng có đọc cái cuốn kinh Địa Tạng đó, khi mà lúc mà Đức Phật hệ hội tất cả là thần quỷ, thần ma, thần chủ ngày, thần chủ đêm rồi, thì tại trung trời đau lợi đó, thì giao cho Địa Tạng và có chúc cho mấy ông đó để cứu độ chúng sanh, những người nào biết tu, biết làm thiện, biết niệm Phật thì như vậy có thật gì không? Đúng hết, có hết. Nhưng mà con mà tu còn yếu, nhưng này đại hỏi là biết con tu còn yếu, còn đọc Địa Tạng nhiều quá, củ quyền bu đầy nhà. Tại họ dưới địa ngục họ lặn hụp, mà hễ mà có con cháu mà đọc cái đó, họ bu ông Diêm Vương mở cổng địa ngục á, cho củ quyền về để nghe con đọc kinh. Thì lúc đó con tiếp xúc với người ẩm tối ngày. Thường thì con không có cúng kinh Địa Tạng, nhưng mà những người chết đó thì mượn con đi tụng kinh. Ôi, đọc kinh A Di Đà với kinh Phổ Môn được rồi, cỡ tuổi này A Di Đà Phổ Môn là ăn tiền nhất. Lại cúng kinh này cũng hơi khó đó, có lăng nghiêm đồ, giá trẻ này.
mà được cuốn kinh này là được rồi. Còn nếu không muốn á, A Di Đà đi để biết ao sen đồ, rồi biết chim, biết ca đồ. Tụng A Di Đà hoặc là con tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tại vì trước đây thầy con tụng kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ nó hơi dài hay nhiều? Một đêm thì con phải làm cho hết. Tại sao không tụng kinh Di Lạc Hạ Sanh á? Tại vì thời này thầy Di Lạc thì thầy Vô Lượng Thọ mình tụng Di Lạc chứ kinh Địa Tạng là thôi á, mình giao du với ma cũng tốt, nhưng mà nhiều lúc á họ cần mình cứu mà lực mình không có người. Cho nên nhiều lúc mình nó nãy phải vì cái triệu chứng ăn uống họ ở trong nhà của mình không thấy. Tại mình đọc kinh Địa Tạng là họ ở trong nhà mình rồi, tới lúc mình ăn cơm mà không mời kinh á, tao nghe mày đọc cơm mày cũng cho tao ăn nữa, không công bằng nó bún. Nếu họ giỏi hơn mình là họ lên thiên đàng rồi, họ đâu có cần phải còn nghe mà nghe mình đọc kinh. Niệm Phật là ăn là bị mắc nghẹn rồi. Thì đó, nãy giờ tao ngồi tao đọc kinh với mày mà mày ăn cơm không cho tao ăn cho mắc nghẹn. Cho nên đến lúc mà họ ra tay với mình là vẫn là ra tay. Ờ ma nó vậy đó. Vậy là sư phụ nói rất là đúng. Cái bữa đó là sao cái bà kia mới kêu đi đúng chứ sao không đúng. Hộ niệm cho bà. Thì mấy chị em tới để hộ niệm. Thì ngồi đó rồi cái con bà về, con bà cho hộ niệm. Rồi cái thôi mình về. Trời ơi về xong nằm xuống một thấy ra nha. Từ tự nhiên nó màu vàng đó sư phụ. Nó vàng cái gì sư phụ, nó màu vàng đó. Như vậy thì sao ông sao cứ nói chuyện tiếp đi. Hồi nãy thấy nó sáng. Ở đâu con? Tôi không biết về sao mà mới vừa ngủ xuống là thấy con nít nó nghẹt cái chân luôn. Trong nhà hả? Dạ, nó nghẹt cái chân ấy, nó la. Nó vô nhà mình luôn. Nửa chừng bỏ về rồi tôi làm sao? Mà trời giờ thấy con nít một cỡ một không nó chuồng trần. Mà giờ mới ủa sao nửa chừng bỏ về rồi tôi làm sao? Trời ơi tôi sợ quá trời, tôi nói nhớ thầy biểu mình niệm Phật. Nãy cầm nó quay vòng vòng, nó không quay vòng vòng, cảnh này đẹp hay không? Tôi chạy vô nhà tắm đứng im đó, không nhúc nhích á, tưởng đâu không có ai sử dụng được động lực nó nhúc nhích đứng đứng chạy vô nhà tắm đặng đóng cửa lại cho nó đừng có ai giờ mới vừa quay vô nhà tắm là đứng nghẹt chỗ quay lại nít không hả à? Rồi cái cho nên Địa Tạng nó có đầu kinh Địa Tạng nó có đó, bởi vì đọc A Di Đà đi già lớn tuổi. Trời. Mà đọc hàng cúng hàng ngày thì người đọc Vô Lượng Thọ hoặc Di Đà không à. Mà có cái đó là người ta mượn đi tụng cho người chết đó. Trời, nếu mà tử mà ở Mỹ mỗi tuần lên đây là làm bạn với cao đồ cũng vui. Có ông băng hội thiên nè, với Thiên Hải nè. Thiên Hải là chỉ có cái tài là giải tán đám đông. Khi nào mà muốn giải tán đám đông mà con khang bản giùm chứ sao ngủ đi. Chứ là ngồi hoài ca lên cái là ráng lắm đâu mà. Mỗi người có cái tài quá không. Nên là thấy như này vũ đủ rồi, mai mốt không có đi tụng kinh. Đứng lên đồ A Di Đà phỏng môn, đó là lý do tại sao mình phải có một người bạn đạo mà hiểu á, mình đỡ khổ lắm. Nếu không á nhiều lúc á mình bị đi xuống địa ngục cũng không biết làm sao rồi. Ok rồi, đi về. Dạ. Rồi. Cho con xin chụp một cái hình với sư phụ nha. Rồi chụp, con ngồi đâu chụp. Cái này đem này với bển mình hộ ấy đó. Núi. Dạ. Rồi chụp ở đâu? Con muốn chụp dạ. Ở đâu? Dạ ở đây cũng được sư phụ. Mây bồ qua đây không? Mây bồ. Này à. Này đệ tử là trời đeo dấu thiên bạch. Năm mốt con về núi con giúp núi nha con. Chuẩn bị nha. Dạ con. Nghe con tắm nha. Này cô tiên. Con chồng con hậu ơi. Chị coi là chữ được. Mắc cỡ hả? Chị coi tướng bự con mắc cỡ. Chị double check lại. Ok đi về. Được không? Nhắm mắt ra, nhìn chụp lại hả? Con về ngán đọc kinh đó con. Dạ. Con có căn tu dữ lắm. Cảm ơn chị. Chụp
nha. 1, 2, 3. Cái này cũng thiên cẩm tú, rồi có đệ tử ở bên kia cũng thiên cẩm tú. Cẩm tú như ta lại nó có cái ô vuông ở chính giữa ở đâu đấy. Bữa giờ chụp nhiêu má chụp hoài vậy? Rồi, rồi ngồi đây chụp. Này nó có ánh sáng. Cái điện thoại này nó hẹp hơn sao mà chụp không đủ à? Đạo tướng bự quá, chụp không vô. Cũng bự quá, không vô hình hả? Dạ, thế đợi đấy chụp ngang đi. Rồi đi về. Con xin làm đệ tử. Xin làm đệ tử. Tên gì? Sư phụ tắt hả sư phụ? Ngồi quay luôn đi. Khanh hả? Mày ngủ căng cả. Thiên Thanh hả? Con tên gì? Thiên Quốc. Mốt về thấy chức của bác Phạm Minh Chính nha con. Tướng con ngon, tướng hổng. Sư phụ, cái điện thoại sư phụ. Tắt à? Tắt à?